Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Trong buổi sáng ngày hôm nay, em lại về một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2015 phiên bản số sàn máy 1.5 máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 382 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Chiếc này mang biển số 15A56547 các bác nhá. Sơn xi thì màu đen rất đẹp các bác này. Đấy, chiếc này là Toyota với một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Đấy, bản e xịn các bác nhá. Đấy, trang bị 4 bánh đồng đúc, phanh ABS 4 bánh, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cụp xe. Đấy, đây là phần dàn ốp của xe các bác này. Đấy, dàn ốp của nó khá rất đẹp các bác này. Đấy, đây là phần nào cua lốp của xe này. Đấy, cua lốp của nó không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cuối đá này. Đấy, mang thương hiệu của Nhật Bản, phiên bản số sàn. Đấy, 100 cây trước đây tầm độ 6 lít xăng các bác nhá. Đấy, tiết kiệm nguyên liệu và bản sedan 2 đầu. Đấy, với giá tiền chỉ có 382 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Đấy, sơn xi của xe màu đen rất đẹp các bác này. Đấy, đây là dàn ốp của xe này. Đấy, dàn ốp của nó khá là đẹp các bác này. Đấy, cua lốp của nó này không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Đấy, các bác xem cảm nhận này, rất là ok. Đấy, với giá tiền 382 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Đấy, sơn xi màu đen rất là đẹp các bác này. Đấy, các bác xem cảm nhận này. Hai cụm đèn phanh này rất sáng bóng đều nhau. Đấy, mang biển số 15A biển số Hải Phòng. Trước này đã được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan phần gầm các bác này. Đấy, gầm bệ của nó khá là ok các bác nhá, không hề có dấu hiệu mục mọt này. Đấy, Toyota Vios mang thương hiệu Nhật Bản, phiên bản số sàn. Đấy, các bác xem cảm nhận này. Đấy, xe rất cứng xe các bác nhá. Một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Đấy, trước này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em là 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng các bác nhá. Đấy, các bác xem cảm nhận này, xe rất đẹp các bác nhá. Đấy, các bác xem này, đây là phần dàn ốp của xe này. Đấy, dàn ốp của nó khá là ok các bác nhá. Đấy, cua lốp này. Đấy, cua lốp của nó không hề có dấu hiệu mục mọt này các bác này. Đấy, không hề mục mọt chi các bác nhá. ABS 4 bánh các bác này. Đấy, tay lắm mở cửa đây. Đấy, đã được ốp inox mạ chrome này. Đấy, chân kính này. Đấy, nhìn rất bắt mắt các bác nhá. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, nội thất của nó khá đẹp luôn các bác này. Đấy, nội thất của nó cực đẹp các bác nhá. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng này. Đây là bậc lên xuống này. Đấy, đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa đằng sau bên phụ các bác nhá. Đấy, đây là táp lô da các bác này. Đấy, phần táp lô da này khá là đẹp luôn các bác này. Đấy, xe rất cứng xe các bác nhá. Phần âm thanh này. Đấy, đây là phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ của nó nguyên bản trong máy sản xuất các bác này. Đấy, không hề mất đến một phân các bác nhá. Mình cam kết với anh em chiếc xe không đâm va, không ngập nước. Đây là phần hốc bả lè này. Đấy, hốc bả lè. Đây là phần cột kèo này. Đấy, phần cột kèo đinh bấm các bác này. Đấy, cột kèo đinh bấm của xe này. Đấy, nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Đấy, các bác xem này. Không hề mất đến một cái đinh nào. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về sử dụng thì quá là yên tâm các bác nhá. Đấy, với giá tiền của nó là 382 triệu đồng. Đấy, bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Đấy, sơn xi của nó rất đẹp. Đây là phần trần nỉ nguyên bản theo xe các bác này. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe đã được bọc một lớp ni lông các bác nhá. Đấy, Toyota Vios mang thương hiệu Nhật Bản, một mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhá. Đấy, sơn xi màu đen rất là ok. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, ghế da đằng trước các bác này. Đấy, ghế da đằng trước các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Nhãn hiệu của Toyota này. Đấy, bệ tỳ tay này, quả số này, phanh tay này. Đấy, trang bị hai túi khí an toàn các bác nhá, một cho người lái với một người ngồi bên phụ các bác này. Đấy, màn hình Android này. Đấy,
các bác này, đầy đủ đồ chơi các bác nhá. Đây là phần hốc bản lề này. Đấy, chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác này. Đấy, các bác xem này. Đấy, đây là phần cột xe này. Đấy, cột kèo này. Đấy, cột kèo đinh bấm các bác này. Đấy, cột kèo đinh bấm của xe này. Đấy, rất là ok các bác nhá. Đấy, không hề có dấu hiệu đâm va ngập nước gì cả các bác này. Đấy, cột kèo đinh bấm này. Đấy, rất là ok các bác nhá. Đấy, các bác xem một dạng này. Đấy, không hề mất một cái đinh nào. Đây là phần hốc bản lề này. Đấy, tem mác theo nhà máy sản xuất đây. Đấy, đây là bậc lên xuống này. Đấy, các bác xem này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ các bác này. Đấy, phần âm thanh này. Đấy, đây là phần táp lô da các bác nhá. Đấy, táp lô da này. Đấy, rất đẹp các bác nhá, vẫn còn gai sần các bác này. Đấy, rất là ok. Đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ nguyên bản các bác nhá. Đấy, không hề mất đến một phân. Đấy, xe của nó rất đẹp luôn. Đấy, Toyota Vios mang thương hiệu Nhật Bản, phiên bản số sàn. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 7 năm 2021 các bác này. Đăng kiểm dài miên man các bác nhá. Đấy, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xe này. Đấy, đây là phần dàn lốp của xe này, bốn của lốp của nó rất đều nhau các bác nhá. Đấy, còn khá là đẹp luôn. Phần cua lốp này. Đấy, cua lốp của nó không hề có dấu hiệu mục mòn này. Đấy, phần sóc này, đấy, giảm sóc này không hề có dấu hiệu gì dầu các bác nhá. Đấy, các bác xem này. Xe rất cứng xe luôn. Đấy, form mới đẹp, rất đẹp luôn. Đấy, xe rất trườn xe. Đấy, hai cụm đèn pha của nó rất sáng bóng đều nhau các bác này. Đấy, hai cụm đèn pha rất sáng bóng đều nhau các bác nhá. Đấy, các bác xem cảm nhận này. Đấy, sơn xi rất đẹp luôn. Đấy, các bác xem này, rất là ok các bác nhá. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái các bác này. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái, phần âm thanh này. Đấy, các bác xem này, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ không hề mất đến một phân. Đấy, các bác xem bậc lên xuống này. Đây là phần hốc bản lề này. Đấy, hốc bản lề này. Phần cột kèo này. Đấy, cột kèo đinh bấm các bác này. Đấy, cột kèo đinh bấm của xe này. Đấy, cột kèo đinh bấm nguyên bản các bác nhá. Đấy, không hề có dấu hiệu đâm va hay ngập nước chi các bác nhá. Đấy, Toyota Vios, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Đấy, vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, nội thất của nó khá là đẹp luôn các bác nhá, đẹp như mới luôn. Đấy, vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái các bác này. Đấy, bảng tổng của gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xòe các bác nhá. Đấy, các bác xem này, bậc lên xuống này. Đấy, đây là phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ nguyên zin theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Đấy, không hề mất đến một phân. Đấy, đây là phần tem mác theo nhà máy sản xuất này. Đấy, các bác xem này, đây là hốc bản lề này. Đấy, hốc bản lề này chưa hề động cà lê mỏ lết các bác nhá. Phần cột kèo này. Đấy, cột kèo đinh bấm này. Đấy, cột kèo đinh bấm này. Đấy, cột kèo đinh bấm nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Đấy, các bác xem này. Đấy, không hề mất đến một cái đinh nào. Đấy, không đâm va, không ngập nước. Keo chỉ zin cả xe. Đấy,
Và sau đây em sẽ tiến vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe các bác này. Đấy, bản sedan hai đầu thì cốp của nó rất rộng rãi các bác nhé. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về đi Tết thì quá là ok các bác này. Đấy, đựng được khá nhiều đồ các bác này. Đấy, sắp Tết rồi các bác nhá. Đấy, bác nào mà chưa có xe đi Tết thì hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Nghị. Đấy, theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Địa chỉ của em ở 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Đấy, keo chỉ zin cả xe các bác nhá. Đấy, lỗ tròn không hề có dấu hiệu móp méo gì các bác này. Đấy, với giá tiền của nó chỉ có 200 xin lỗi anh em nhá, 382 triệu đồng. Đấy, anh em đã sở hữu xe Toyota Vios. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Và sau đây em sẽ tiến sâu với trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Đấy, bô lăng này, bô lăng 3 chấu khá đẹp luôn các bác này. Trang bị túi khí an toàn này. Đấy, hai túi khí an toàn các bác nhá. Và sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác này. Máy lổ rất êm. Đấy, mặt đồng hồ thì không có một lỗi gì các bác này. Đấy, không báo một lỗi gì các bác nhá, xi nhan này. Đấy, rất trơn tru. Gạt mưa này. Đấy, hoạt động rất ok các bác nhá. Đấy, gương cột xòe này. Đấy, chỉnh điện này. Rất trơn tru các bác nhá. Âm thanh vũ trường này. Đấy. Đấy, rất là ok các bác nhá. Đấy. Đây, điều hòa này. Đấy, điều hòa thì cực mát luôn các bác này. Đấy, quả số này. Phanh tay này. Đấy, đây là phần hộp đựng đồ này. Đấy, phần kính lên xuống này. Đấy, hoạt động rất trơn tru các bác nhé. Đấy, hoạt động rất ok. Đây là phần chắn nắng các bác này. Đấy, mở lên có gương trang điểm này. Đấy, gương chiếu hậu này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác này. Đấy, rất là ok các bác nhé. Đèn chắn này. Đấy, chắn lỉ nguyên bản theo xe này. Đã được bọc một lớp ni lông như mới luôn các bác nhé. Đấy. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Phần táp lô của nó ra khá là đẹp luôn các bác này. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2015, phiên bản số sàn máy 1.5 máy xăng. Đấy, 100 cây trước này em tầm được 6 lít xăng các bác nhá. Đấy, tiết kiệm nguyên liệu bản sedan hai đầu mà thương hiệu Nhật Bản này. Đấy, ụ giảm xóc này. Đấy, đinh bấm càng giật các bác này. Đấy, zin từng con ốc các bác nhá. Chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác này. Đấy, máy lổ rất êm. Không hề có dấu hiệu gì dầu chi các bác nhá. Zin từng con ốc các bác này, các bác xem cảm nhận này. Đấy, máy của nó cực chất luôn. Đấy, các bác xem cảm nhận này, rất là ok các bác nhé.
Đấy, một mẫu xe lôi đồng cối đá mang thương hiệu của Nhật Bản. Đấy, đây là đinh bấm giằng giật này, không hề có dấu hiệu đâm va ngập nước chi các bác nhé. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ được đổ xăng và sử dụng thôi, chứ không phải làm bất cứ một cái gì các bác nhé. Đấy, đinh bấm này. Đấy, không hề có dấu hiệu đâm va ngập nước gì các bác này. Đấy, máy lổ rất êm. Đấy, máy chưa hề động chạm các bác nhé. Đấy, máy số gì. Đấy, quan trọng rất khô đó của xe. Đấy, mẫu xe lôi đồng cối đá. Đấy, với giá tiền là 382 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Đấy, máy cực chất luôn, chạy cực phê. Đấy, đây là phần lắp ra cabo các bác này, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ của nó nguyên bản các bác nhé. Đấy, lỗ tròn không hề có dấu hiệu móp méo các bác này. Đấy, không hề đâm va ngập nước gì các bác này. Đấy, lớp lỉ nguyên bản theo xe này. Đấy, tem mát cho nhà máy sản xuất này. Đấy, các bác xem này. Đấy, rất là ok các bác nhé. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2015, phiên bản số sàn, máy 1.5, máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 382 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.